Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn vẽ cái động cơ bước servo. Đầu của trục động cơ nếu bạn đã biết. Đăng ký nhà 65 phi 10 để có kích thước trục bàn. R5 đây là cái khung cái mạng của cái mạng của cái trục trước. Ta sẽ có cái tọa độ ta sẽ xử lý được cắt theo chủ ít ở đây chủ như này
như thế. Cắt được một cắt được một cái trục như thế. Chiều mới á.
10 30 RPM 108. Măng chào mẹ đi. Quyền chỉ đến mang cái bánh ăn. Không mua gì không? Dạ, không ăn à? Dạ tí, như là con cóc con ấy. Ôi trời. Nó là giờ mùa này hết ếch to rồi. À, ếch to. Xong một tí này. Thế con này bao nhiêu con một cân? Nó là tầm 8-9 con. Ôi trời, trên này cũng một cóc. Quá đi em. Đẹp quá, non. Thành em bảo gì? Chúc mười giờ sáng. À, sáng. Mình đã cho thầy tham chơi nên mình đã mua gì chồng họ đây rồi đi qua gặp cái nhà nó cái nhà hàng bán đê bê mua mấy lạ à. Mua châu dựng đấy à hả bê bê thì mình con lớn nhé nghe con đi à. Chiều thì con già hơn chiều thì con già hơn cái đêm khách là con già. Hả? À. Không người trông à? Dạ. Thôi tặng cái bánh. Rồi, ta đã chặn ra mấy phút. Anh ăn đi, cứ lấy ra đi, nó quên đi. Mẹ
phải quân quân trả lời. Cô Ngọc khen ngoan ngoan mà. Yeah.